Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chào các bác trở lại với kênh Đức Thắng TV. Sáng ngày hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2023. Trước mắt chúng ta là nút giao Vạn Thiện, địa phận của xã Vạn Thiện, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Đức Thắng sẽ quay từ nút giao Vạn Thiện ra đến nút giao Đông Xuân trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. Và trước mắt chúng ta là cung đường địa phận của xã Vạn Thiện, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cái phân đoạn này thì các bác có thể thấy là đã sắp hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu là vạch kẻ đường nữa là xong. Lan can rồi thanh hộ lan, biển báo cũng đã được lắp đặt. Đây, các bác có thể thấy là cái phần đoạn này cũng khá là hoàn chỉnh rồi. Chúng ta đang đi trên cây cầu song song với cây cầu Liêm Minh cũ của làng Liêm Minh, xã Vạn Thiện. Bên phải chúng ta là làng Hốn của xã Minh Nghĩa. Chúng ta đi qua một cái hầm dân sinh, được bắc qua một con đê sông In và tiếp tục hướng ra phía bắc. Phân đoạn này thì các bác có thể thấy là khá là hoàn chỉnh. Cao tốc đi qua địa phận của Đông Cống thì có chiều dài là 35,4 km. Chúng ta tiếp tục đi sang địa phận của xã Tế Lợi, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phân đoạn này thì các bác có thể dễ dàng nhận thấy là những cái phần việc cuối cùng đang được triển khai. Theo cam kết của các nhà thầu và Bộ Giao thông Vận tải, đến mùng 2 tháng 9 là sẽ đưa cái phân đoạn này vào thông xe kỹ thuật. Chuẩn bị sơn kẻ đường cũng đang được triển khai các bác nhé. Ở đây thì có một cái hầm chui dân sinh. Các công nhân cũng đang tích cực để gia cố những phần việc còn lại để lắp đặt thanh hộ lan, lan can và chống chói. Biển báo cũng đã được dựng lên, lắp đặt hoàn chỉnh ở khu vực này. Cao tốc đi qua địa phận xã Tế Lợi thì nó sẽ đi qua một cái hầm chui dân sinh, là đi chui của quốc lộ 45 đó các bác nhé. Trước mắt chúng ta là cái hầm chui hai đốt khá là rộng, hiện đại, của quốc lộ 45. Ở đây thì mặt đường cũng đang được gia cố, thảm bê tông đã xong và chuẩn bị thảm lớp nhựa đầu tiên. Đây là cái hầm dưới chúng ta là quốc lộ 45, địa phận của xã Tế Lợi, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cái phân đoạn này cũng đang được thảm nhựa đây các bác nhé. Bây giờ thì các bác có thể ngắm nhìn từ trên cao khu vực này. Đây, cái hầm chui của quốc lộ 45, địa phận của xã Tế Lợi. Bề mặt cầu cũng đang được thảm nhựa. Những công việc cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành. Khá là nhanh đó các bác. Đây, các bác có thể thấy nhìn cái khu dân cư hai bên đường quốc lộ 45, địa phận của xã Tế Lợi, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Và chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc từ trên cao.
trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2023, Đức Thắng sẽ cố gắng đưa các bác từ nút giao Vạn Thiện đến nút giao Đông Xuân để các bác có thể chúng ta cập nhật cái thông tin tiến độ mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng này hôm nay thì cũng như hôm qua, thời tiết khá là đẹp. Video hôm qua thì Đức Thắng đưa các bác từ nút giao Vạn Thiện đến cầu vượt hồ Yên Mỹ. Và sáng hôm nay thì Đức Thắng đưa các bác từ nút giao Vạn Thiện ra nút giao Đông Xuân. Sáng hôm nay thì cuộc hành trình của chúng ta cũng khá là dài, cho nên các bác kiên trì để chúng ta xem bằng hết video này để chúng ta cập nhật cái thông tin tiến độ mới nhất. Đây là phân đoạn của xã Tế Thắng này các bác nhé. Sau khi chúng ta vượt cái hầm chui quốc lộ 45 tại xã Tế Lợi thì chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa đến địa phận của xã Tế Thắng. Khu vực này thì các bác có thể thấy là thanh hộ lan cũng đang được đưa lên mặt đường. Và cái phân đoạn tiếp theo thì đã được thảm nhựa lớp 3. Những công việc cuối cùng của cái phân đoạn cao tốc đi qua cái một số địa phương của huyện Nông Cống cũng đang được gấp rút hoàn thành để đến ngày mùng 2 tháng 9 có thể đưa vào sử dụng. Chỉ là thông xe kỹ thuật thôi các bác nhé, chứ còn sử dụng để mà khai thác, để mà quản lý thu phí thì phải theo Bộ Giao thông Vận tải là phải đến 31 tháng 12 năm 2023. Đây là những cái thông tin, chứ còn nhiều bác bình luận là mùng 2 tháng 9 là đưa vào sử dụng luôn. Thì cũng những cái thông tin đó thì Đức Thắng cũng chỉ đọc tài liệu thôi, chứ cũng không biết như thế nào để nói cho quý vị và các bác cũng... Trước mắt chúng ta là địa phận của xã Trung Thành các bác nhé. Đấy, cái địa phận xã Trung Thành có một cái đoạn là khoảng hơn 200 mét sụt lún đây các bác này, trước mắt chúng ta này. Cái phần đoạn này mới được đổ cấp khối xong, đang lu nền. Sau khi lớp lu nền này thì sẽ có một cái lớp bê tông chống lún. Sau cái lớp bê tông chống lún thì sẽ có 3 lớp nhựa. Để các bác có thể thấy Đức Thắng đi khá là chậm, để các bác có thể ngắm nhìn cái đoạn đường sụt lún ngay ở địa phận xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Chúng ta đang đi từ hướng Bắc ra hướng Nam là các bác nhé, ra cái nút giao Đông Xuân đấy. Sau khi đi ở phần mặt đường trực tiếp cho các bác nhìn xem thì Đức Thắng sẽ quay từ trên cao để các bác ngắm nhìn toàn bộ cái khu vực này. Đức Thắng nhận thấy là khu vực này thì trong buổi sáng ngày hôm nay cũng khá là gọn rồi. Chỉ còn một đoạn là ở chỗ hầm chui này thì nó đang được đổ cấp khối rất là nhiều phương tiện. Công trình, máy móc công trình ở tập trung ở khu vực này các bác nhé. Toàn những cái phương tiện siêu to khổng lồ để đáp ứng cái nhu cầu công việc khá là gấp rút trong những ngày cuối cùng. Để các bác có thể thấy là từ trên cao ở phân đoạn xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, một cái đoạn mà rất là khó khăn cho các nhà thầu thi công, cũng khá là vất vả ở cái đoạn này các bác nhìn từ trên cao. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cái đoạn này cũng khá là gọn gàng rồi các bác nhé. Cái hầm chui hai đốt cũng đã được đổ mái xong. Hai bên đường dẫn cũng đang được tiếp tục đổ cấp khối. Đấy, 200 mét thì bây giờ rút ngắn rồi, còn khoảng mấy chục mét thôi các bác nhé. Hy vọng là khoảng một vài tuần nữa, khoảng một tuần nữa thôi là cái khu vực này
sẽ được nối liền và hoàn chỉnh nha các bác nhé. Chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc sau khi đi qua cái đoạn sụt lún tại xã Trung Thành. Các phương tiện các bác có thể thấy là nối đuôi nhau trong một buổi sáng. Bây giờ Đức Thắng quay là mới 6 giờ sáng. Các phương tiện đang sẵn sàng cho ngày làm việc mới. Hầu như là tất cả các phương tiện, máy móc công trình, siêu trường, siêu trọng đang tập trung ở khu vực này khá là đông. Các bác cứ yên tâm, khoảng một vài ngày tới thì khu vực này sẽ theo kịp với các phân đoạn khác. Các bác có thể thấy máy móc rất là nhiều. Những cổ máy rất là khủng khiếp, siêu to, khổng lồ. Và chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc, địa phận của xã Trung Thành, huyện Nông Cống. Cái phần đoạn này thì các bác cũng đang nhìn thấy là đang được lu nền. Một số cái phần hai bên cầu đấy thì cũng đang được móc ra để xử lý các bác nhé. Chúng ta đang đi trên địa phận của xã Trung Thành và chuẩn bị đi qua một cây cầu bắc qua sông Lãng Giang. Sau khi vượt qua cây cầu này thì chúng ta lại sang địa phận của xã Trung Chính, huyện Nông Cống. Bề mặt cầu thì đang được phun lớp kết dính để thảm lớp nhựa đầu tiên. Sau khi vượt qua cây cầu Lãng Giang thì chúng ta có thể nhìn lại cây cầu này ở trên cao một lần nữa. Đấy, cây cầu này cũng khá là thẳng và đẹp đó các bác. Có chiều dài khoảng 200m. Bắc qua một con sông Lãng Giang, ranh giới giữa xã Trung Thành và Trung Chính. Đấy, chúng ta ngắm cây cầu từ trên cao ở phía nam cầu. Ở phía nam cầu thì hai bên khu vực dân cư cũng khá là thưa thớt. Ở đây vừa cây bắc qua cầu vừa đi qua một cái hầm dân sinh các bác nhé, gọi là cái sông Lãng Giang, giáp ranh giữa Trung Chính và Trung Thành. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc. Ở phía bắc cầu thì Đức Thắng nhận thấy là cũng khá là hoàn chỉnh. Bề mặt cầu đang được phun lớp kết dính để sẵn sàng cho lớp nhựa đầu tiên. Khu vực này Đức Thắng nhận thấy là cũng khá là đẹp rồi. Công việc, những việc cuối cùng một vài ngày tới thì tập trung nhân lực làm. Để hy vọng mùng 2 tháng 9 thì chúng ta đi trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam, địa phận tỉnh Thanh Hóa, sẽ thuận lợi đi bằng xe hơi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hướng về ra phía Bắc để đi trên địa phận của xã Trung Chính nha các bác nhé. Công nhân một buổi sáng rất là sớm ấy, đang xây ta luy. Khu vực này ta luy cũng khá là cao. Sau khi đi qua cây cầu Lãng Giang thì chúng ta khoảng 500m nữa thì chúng ta tiếp tục qua một cây cầu. Đây là phần đoạn đường cao tốc đi qua địa phận của xã Trung Chính. Ở đây thì công nhân người họ đang trồng cỏ đó các bác nhé. Họ sáo cỏ ở khu vực xung quanh là họ đưa lên ta luy, họ đắp. Một hình ảnh khá là đẹp rồi các bác. Chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc, địa phận của xã Trung Chính. Ở đây có một số cây cầu đang được gia cố những cái phần đốt để chuẩn bị thảm nhựa lớp cuối cùng.
sau khi đi qua địa phận của xã Trung Chính thì chúng ta sang địa phận của xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Phần đoạn này cũng đã được thảm nhựa lớp thứ hai rồi các bác nhé, chỉ còn lớp cuối cùng nữa. Chúng ta đang đi trên địa phận của xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Sau xã Tân Khang thì chúng ta sẽ đến xã Tân Phúc. Khu vực này thì đang lắp đặt các thiết bị an toàn rồi các bác. Đấy, khu vực xã Tân Phúc thì các bác có thể nhận thấy là khu vực này đã khá là hoàn chỉnh, chuẩn bị có vạch sơn kẻ đường. Lan can cũng đang được lắp đặt, thanh hộ lan đã lắp đặt xong. Hàng rào chống chối cũng đang tiến hành. Một buổi sáng, bây giờ là gần 7 giờ sáng, Đức Thắng ra đến gần Tân Phúc là hơn 7 giờ. Đây là cầu vượt của xã Tân Phúc các bác nhé. Ở khu vực này thì cách nhau khoảng 400-500 mét thì có hai cái cầu vượt. Đây là cầu vượt dân sinh của xã Tân Phúc. Và trước mắt chúng ta là cầu vượt. Đây là cầu vượt từ Nghi Sơn lên sân bay Thọ Xuân. Sau cái cầu vượt Nghi Sơn lên Thọ Xuân thì chúng ta sẽ sang địa phận. Chúng ta đi đến cái địa phận của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây, cái phần đoạn này các bác thấy là đang thảm nhựa lớp cuối cùng. Huyện Triệu Sơn thì cao tốc đi qua địa bàn của huyện Triệu Sơn có chiều dài khoảng 4,15 km, khá là ngắn nè các bác. Qua các xã như Đồng Tín, Đồng Thắng và Đồng Lợi, các bác có thể là những cái cổ máy đang thảm nhựa lớp cuối cùng. Địa phận của huyện Triệu Sơn các bác nhé. Đấy. Có chiều dài là 4,15 km. Có chiều dài cũng khá là ngắn đấy các bác. Địa phận của huyện Triệu Sơn thì cao tốc đi qua khá là ngắn. Và các thiết bị an toàn cũng đang được lắp đặt. Đấy, thanh hộ lan, lan can cũng đang tiến hành. Một buổi sáng thời tiết khá là đẹp, hy vọng là cái tín độ nó sẽ đẩy nhanh để các bác có thể thấy các phương tiện cũng đang được lắp đặt. Ở trước mắt chúng ta là cầu vượt Đồng Tín. Cầu vượt cao tốc này các bác nhé, rất là hiện đại, vượt qua hai cái tuyến đường bên dưới đấy. Đây, Đức Thắng có thể bay cao để cho quý vị và các bạn có thể ngắm nhìn cái khu vực cái cầu vượt Đồng Tiến, địa phận của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây, cái phần đường từ phía nam mà chúng ta vừa đi qua này các bác nhé. Đây, Đức Thắng quay từ phía nam này rồi sẽ quay ra phía bắc. Đây, các bác có thể là quay ra phía bắc. Bên dưới gầm cầu vượt thì có mấy cái tuyến đường, đâu là quốc lộ 30 hay sao. Đức Thắng hỏi một số công nhân thì họ bảo là quốc lộ 30.
không rõ lắm. Bác nào mà biết thì thông tin bình luận cho Đức Thắng biết cái, cũng như quý vị và các bạn biết là cái tuyến đường mà bên dưới gầm cầu quốc lộ của cao tốc ngay ở Đồng Tín này. Đấy, khu dân cư ở khu vực này các bác nhé. Một góc view khá là đẹp. Cầu vượt địa phận của xã Đồng Tín, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thắng quay nhiều góc độ để các bạn có thể, các bác cũng ngắm nhìn cái khu vực này. Khá là đẹp đấy các bác. Đường cũng đã hoàn chỉnh, cây cầu này cũng khá là dài. Phải tầm 200-300 mét rồi các bác. Hệ thống chiếu sáng, lan can rồi hộ lan chống chói, sơn kẻ đường đã hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào sử dụng và chúng ta tiếp tục đi trên mặt cầu. Cái cầu này thì Đức Thắng cũng quay rất là nhiều video cho các bác rồi, vì bây giờ nó hoàn chỉnh rồi, công nhân cũng đã sang cái phần đo đường khác để làm. Thì khu vực này thì nhân dân địa phương cũng đang sử dụng. Sau khi đi qua cây cầu này thì chúng ta lại đến một địa phận của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Huyện Đông Sơn thì cao tốc đi qua có chiều dài là 8,5 km, qua các xã như là Đông Thanh, Đông Minh, Đông Anh và Đông Hòa. Chúng ta đang rất gần cái nút giao Đông Xuân. Những cái phần việc cuối cùng đang được công nhân làm. Đấy, trước mắt chúng ta là cầu vượt quốc lộ 47. Và chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc để tiếp cận một cái nút giao, có nghĩa là cửa ngõ của tỉnh Thanh Hóa. Cung đường này thì các bác có thể nhận thấy là nó đã hoàn thiện. Đấy, các bác có thể thấy là biển chỉ dẫn rất là rõ ràng. Đấy, đây là quốc lộ 45 các bác nhé, đã vượt trên cao tốc. Trước mắt chúng ta là nút giao Đông Xuân. Đấy, các bác có thể dễ dàng nhận thấy cái biển chỉ dẫn rất là rõ ràng. Và Đức Thắng và cùng với quý vị và các bác, chúng ta nhìn từ trên cao cái nút giao Đông Xuân, cái chặng cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, cũng là kết thúc video clip cho quý vị và các bác. Đây là cái nút giao Đông Xuân trên địa phận của xã huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thắng bay trên cao để quay chậm cho quý vị và các bác ngắm nhìn cái nút giao Đông Xuân. Chúng ta đang hướng từ phía nam ra phía bắc. Chẳng bao lâu nữa thì chúng ta có thể đi từ miền nam ra miền bắc và sẽ đi qua cái nút giao này. Ở đây có rất nhiều đường, quốc lộ 47, quốc lộ 45 của các huyện Trung Du và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đều đi qua cái nút giao này để hướng về Hà Nội, Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc. Video của Đức Thắng trong buổi sáng ngày hôm nay xin phép đến đây được kết thúc.
xin kính chúc quý vị và các bạn cũng như các bác có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cũng rất mong quý vị và các bạn cũng như các bác đăng ký để ủng hộ kênh Đức Thắng TV, để Đức Thắng ra thật nhiều video phục vụ quý vị và các bạn và các bác ngày càng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng như các bác ở video sau.